trước khi tập cái thằng mũi giáp đấy. Đây, ngon chưa? Chào các bạn, mình đang ăn cốc rất là chua. Chấm với bột kèn hảo hảo nè. Ăn rất là phê luôn. Nhưng mà đó không phải là chủ đề của ngày hôm nay. Chủ đề ngày hôm nay đó là mình sẽ làm một cái món ăn nghiêm túc cho các bạn xem. Xem thử là mình có nấu ăn được không. Đó là mình sẽ nấu cái món cá hồi áp chảo đi. Thì đây là cá hồi này. Đây, một miếng bé xíu như vậy. Cũng không bé lắm đâu, nói chung là đủ khẩu phần đấy. À, và đây là nấm, mình sẽ ua. Đây là nấm. Nấm này mình cũng không biết là nấm gì, nhưng thấy người ta hay làm áp chảo thì mình cũng làm luôn, để cho nó có gọi là có cái món. Bây giờ mình sẽ tiến hành tẩm ướp cá hồi trước nha. Đầu tiên phải lau khô cá hồi trước khi tẩm ướp. Mình sẽ tẩm ướp đơn giản thôi. Đầu tiên là muối. Hai là bột ớt. Giờ đến nấm. Nấm thì mình sẽ cắt ra. Đây, cắt như vậy. Giờ mình sẽ cho cá hồi lên áp chảo nha. Mình sẽ cho bơ này. Bây giờ mình sẽ cho cá hồi lên. Cá hồi thì mình sẽ cho mặt da trước. Bây giờ mình sẽ lật cá hồi lại nha. Khi đã chín rồi thì mình sẽ cho tiêu lên nha. Ok, và đây là món cá hồi áp chảo của mình. Đó, cá rất là vàng và ngon luôn. Mình có trang trí thêm một tí, nhưng mà trang trí chả gia gì cả. Ok các bạn, thực ra là đây nó không phải là cái phong cách của mình đâu. Mình thì ham ăn to nói lớn quen rồi, với lại là cũng ăn những món bình thường thôi, chứ ăn mấy cái món như thế này mình thấy không có thân thuộc lắm. Đây, Pepsi không calo. Tại sao lại là Pepsi không calo? Tại vì á, là thường những người mà người ta giàu có là người ta hay kiểu quan tâm về vấn đề calorie này rồi các thứ, do đó mình đã chuẩn bị cái này. Chứ còn rượu vang thì mình không có rồi đó. Đó. Mình uống miếng nước trước ha. Thì cái này thực ra là video mình sẽ ăn thử xem nó ngon hay không thôi. Ok, ở đây thì mình ăn cùng với sốt mayonnaise cho nó giống như quý tộc. Bây giờ mình sẽ đây cắt con cá ra cho các bạn xem nha. Wow, nó còn nóng luôn các bạn. Đây mình cho các bạn xem này. Wow, khó gây quá cái da của nó. Đây, ngon chưa? Mình nhìn thì mình thấy rất là ngon rồi đó. Mình sẽ chấm vào đây sốt mayonnaise. Wow, đây các bạn. Rất là hợp đó. Đây là nấm các bạn.
Nấm này mình nhớ không nhầm có tên là nấm mỡ các bạn. Áp chảo như thế này ăn không khác gì tóp mỡ cả. Nói đùa vậy thôi chứ nó ngon lắm. Đây, quét vào miếng mayonnaise nữa. Phải giả vẻ quý tộc đây. Đùa thôi, đùa thôi. Mình không được đâu. Mình chỉ có ăn cá kho các thứ mới hợp thôi. À, chán ra là ngon lắm ạ. Đây, miếng cá hồi nó vàng, nó giòn như vậy. Bên trong thì nó vẫn còn rất là ẩm, tại vì áp chảo ấy nó thực sự không chín hoàn toàn, ở giữa nó vẫn còn rất là ẩm. Đây. Mặc dù dưa leo để trang trí nhưng mà mình thì mình ăn luôn. Rất ngon luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ thử ăn cái phần đầu này đi. Tại vì hai phần cá này là phần này phía trên này, phần này phía dưới này, mình sẽ ăn phần dưới bụng xem nó có ngon hơn không hay là như thế nào. Phần này thì mình nghĩ là mỡ nhiều hơn đấy, nhưng mà mình thì mình thích ăn mỡ mà. Đây, rất là vàng, rất là đẹp luôn nha. Đó, phía dưới của nó này, thịt thì hồng, chấm vào miếng mayonnaise. Đây. Siêu ngon luôn. Cá hồi nó thơm, nó béo. Cái phần này, phần thịt này ăn ngon lắm ạ. Nó không giống như phần thịt đầu mình hay ăn. Vì thường á, thịt đầu thì nó rẻ, do đó thì hay mua đầu về nấu canh chua đồ các thứ cũng rất là ngon. Nhưng mà cái phần thịt này nó hay lắm, nó thơm thơm. Hay là tại vì mình áp chảo nên nó thơm. Thực sự cái này ngon, các bạn nên làm ăn thử, cứ ướp như mình thôi, một ít muối, đừng bỏ đường nha các bạn, muối một xíu thôi, một xíu ớt, ớt bột đấy. Sau đó nấu xong thì các bạn cho thêm một xí tiêu vào, cực kỳ phê, rất thơm và ngon. Đây mình sẽ sẵn ra này. Wow. Mình hơi tham lam các bạn. Giờ là ngon. Mời các bạn miếng Pepsi không calo, vị chanh các bạn. Giống như mình đang ở kiểu nhà hàng 5 sao vậy đó. Chỉ có điều là nhà hàng này không có máy lạnh thôi, rất là nóng. Nấm mỡ này ăn rất ngon nha. Mình sẽ cho thêm một chút mayonnaise lên. Cả hồi mình thích chấm nhiều sốt vào, chết rồi nó rớt rồi. Đây các bạn. Ngon. Đây bây giờ mình sẽ cho thẳng mayonnaise lên đây và ăn luôn nha, lên cá này. Đấy, cho nhiều luôn, mình thích ăn nhiều mayonnaise các bạn. Đấy, ở trong nhà mà có chai mayonnaise bự như vậy là các bạn biết rồi. Từ cái đợt mà mình biết ăn mayonnaise đến bây giờ là bị gọi là bị nghiện các bạn.
Rất ngon đúng không ạ? Cá hồi này nó thơm thơm sao, nó khác với cái thịt cá đầu mà mình hay ăn. Thịt đầu cá thì đầu cá hồi cũng là cá hồi nhưng mà nó lạ lắm. Đây, chạy nguyên miếng bự luôn nha. Bạn nên thử làm và ăn thử. Thì bữa hôm nay của mình là khoảng 150 ngàn đấy các bạn. Đó là nếu các bạn tự làm. Còn nếu các bạn mà ra nhà hàng thì mình không biết đâu nha. Ok, cảm ơn các bạn. Nếu thấy hay nhớ like, share, subscribe cho mình. Mình sẽ làm những món mới hay và hấp dẫn hơn. Cảm ơn các bạn.